Bây giờ những anh chị tổng buôn thì điều gì quan trọng nhất để các anh chị triển khai chiến lược affiliate này? Tìm người bán. Còn gì nữa không? Và số 2, các anh chị phải lo giúp cho Cần về vấn đề là nguồn hàng. Nguồn hàng. Đối với những anh chị mà affiliate này này, nguồn hàng nó phải ngon, nó phải hấp dẫn. Phần trăm nó phải cao. Đúng không cả nhà? Vậy thì nhá, bây giờ ấy, đầu tiên là Cần sẽ giúp cho anh chị tổng buôn này, để mà tìm người được thì các anh chị phải có một cái cách thức gọi là gì ạ? Là thuyết phục cho người xem, thuyết phục người ta. Cần gọi là gì ạ? Có một cái lời chào hàng. Tìm người xong thì các anh chị phải có một cái thứ gọi là lời chào hàng. Ở đây có bà Thúy Pyjama không nhỉ? Bà Thúy Pyjama ơi, bà có ở đây không nhỉ? Bà Thúy Pyjama còn ở đây không? Rồi, bà Ngọc Thúy Pyjama thì Cần không biết là bà ấy đang bán được bao nhiêu affiliate này kia, nhưng mà bà ấy cũng khá là khéo. Cần cũng muốn mời lên giao lưu cùng với cả nhà một chút, trải nghiệm về vấn đề affiliate. Bà sẵn sàng không bà Ngọc Thúy ơi? Bà giơ tay lên xem nào. Chị Thúy ơi, thấy chị là gọi là một một người rất lão làng trong lĩnh vực về vấn đề là tuyển cộng tác viên Phật đấy, đấy, Phật thì affiliate ở trên TikTok. Thì thay mặt mọi người ở đây mời chị giao lưu một tí xem là có những cái trải nghiệm, chị đã trải nghiệm cái tính năng affiliate ở trên đấy và có kết quả như thế nào, rồi thử chia sẻ mọi người xem nào. Chia sẻ cái tốt rồi nha, còn chưa tốt thì thôi không cần chia sẻ đâu. nói chung cái lượng follow thì nó không không quan trọng, nhưng mà đa phần những cái bạn inbox cho em toàn là không có kinh nghiệm like, cho nên là em chỉ cần những bạn mà đã có kinh nghiệm like và đã ra được ok một tí nữa mà em đẩy số lượng mà. Đúng rồi, thế tuyển được nhiều chưa? Đấy, thực ra là gì ạ? Mình chưa cần phải quá nhiều đâu. Cần đang có một đối tác là bạn xưởng giấy Thắng Oanh. Bạn này thì bạn ấy đang có một khoảng 3 đối tác thôi. Các bạn ấy bán cực kỳ tốt, livestream gọi là mỗi ngày cũng phải được tầm khoảng độ tầm 100 đến 300 đơn ít nhất cho bạn đấy. Vậy thì loanh quanh là một ngày bà ấy cũng đã có khoảng độ tầm gần 1.000 đơn hàng rồi. Đấy, đấy gọi là làm thêm. Và bây giờ nhá. Vậy thì công việc của mình làm sao để mình có thể là tuyển dụng được những cái đối tượng đối tác KOC nó chất lượng lên chứ? Bây giờ nhá, ví dụ như là tôi thấy là bà Ngọc Thúy bà ấy cũng đăng lên nhóm và rất nhiều người hỏi các thứ, đúng không ạ? Nhưng phần lớn là những cái người mà các F0 như ở đây này này, cái này là gọi là một gáo nước lạnh tạt vào mặt các bà F0 ở trong này này. Bây giờ các bà nhá, vốn không có kinh nghiệm thì không, lại còn không biết marketing, không biết livestream, không biết bán hàng nữa thì chả ai muốn chơi với các bà đâu. Người ta coi các bà như F0 mà người ta xa lánh lắm, hiểu ý không ạ? Nên là gì ạ? Ok, các bà không nhập hàng, không có biết quản trị nhân sự hay này kia, nhưng các bà phải làm sao? Các bà phải biết marketing. Rồi, cảm ơn Ngọc Thúy rất nhiều nhá. Vậy thì bây giờ ấy, chúng ta cần phải biết cách thiết kế một cái lời chào hàng nó tốt để chúng ta có thể là thuyết phục chúng ta tuyển được các KOC. Vậy thì lời chào hàng ở đây đầu tiên quan trọng cái gì ạ? Đầu tiên là về sản phẩm. Sản phẩm. Mọi người sẽ có tâm lý gì về vấn đề là khi mà chúng ta đi tìm kiếm sản phẩm nào? Mọi người thử comment. Bây giờ những anh chị là cộng tác viên ở đây đi, thì theo mọi người tâm lý của mọi người ở đây là gì ạ? Mọi người sẽ nhập sản phẩm. Đúng rồi, mẫu mã, chất lượng. Đấy, sản phẩm trend, giá tốt. Hay quá Nguyễn Cường. Tức là gì ạ? Là những cái sản phẩm mà chắc chắn rồi, là mình muốn sản phẩm dạng kiểu dễ bán. Đúng không ạ? Những cái sản phẩm hot, sản phẩm dạng kiểu là dễ bán. Chứ bây giờ lại đi affiliate, lại đi 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 nhập những cái sản phẩm tồn kho về đi affiliate. Sản phẩm nó trend trend một tí nha cả nhà nhá. Sản phẩm nó dạng kiểu thường là những cái sản phẩm liên quan đến cảm xúc thì dễ. Sản phẩm liên quan đến cảm xúc với cả nhà nó dễ bán. Chứ bây giờ là các anh chị mà có những sản phẩm nó khó, nó khoai quá, ví dụ là bây giờ các anh chị bán những sản phẩm liên quan đến nội tiết tố này hay là những cái gì đấy ấy, là những cái sản phẩm mà nó đại loại là người ta sẽ phải lý trí rất là nhiều, tức là phải thương hiệu lớn rồi người ta bán rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tìm ra một cái sản phẩm mà nó dễ bán. Tôi ví dụ là ai ở đây biết đến cái bình nước 7 sắc cầu vồng không? Ở đây ai biết đến cái bình nước 7 sắc cầu vồng không ạ? Ở đây có ai biết không ạ? Thì cái sản phẩm đấy nha cả nhà nhá, ai chả bán được. Có nhất thiết là mình phải có thương hiệu mình mới bán được cái bình nước đấy không ạ? Ôi không, không biết cái bình nước 7 sắc cầu vồng nhá. Đây này, cái bình nước này này. Có những sản phẩm tức là người ta không nhất thiết phải có thương hiệu lớn hay gì đấy người ta mới bán được, nhưng mà có những cái sản phẩm các anh chị phải có thương hiệu. Tôi ví dụ bây giờ các anh chị bán giảm cân chẳng hạn, bán giảm cân thì các anh chị cũng phải nhất định có một cái thương hiệu gì đấy mình mới bán được chứ, chứ không phải là gì ạ, là tự nhiên mà bán được một cái sản phẩm giảm cân đâu nhá.
Đây này cả nhà có nhìn thấy không ạ? Đây là cái sản phẩm. Ở đây mọi người có biết cái sản phẩm này không? Thì cái sản phẩm này lúc đấy nó đang là một cái sản phẩm hot, rất rất nhiều người bán. Thì cái việc mà mình bán nó cũng sẽ làm sao ạ? Nó sẽ dễ dàng hơn. Chứ bây giờ ví dụ là đôi khi là một cái sản phẩm mà bây giờ bắt người ta bán những cái sản phẩm mà bán một cái loa chẳng hạn. Đây. Theo cả nhà là bây giờ các bà đi affiliate xong là các bà đi bán một cái loa như thế này. Đấy, gần triệu bạc thì các bà có bán được không ạ? Cộng cộng tác viên có dễ tuyển không ạ? Không, rất là khó tuyển. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái loa như thế này nó bán có thể làm marketing tiếp cận được đến với nhiều người, nhưng mà để chuyển đổi đơn thì nó sẽ phải xây dựng thương hiệu này kia mình mới bán được nhá. Đấy. Vậy thì nếu như mà chúng ta bán hàng kênh chị tổng buôn affiliate thì kênh chị lưu ý giúp cần là gì ạ? Mình lựa chọn những cái sản phẩm, đầu tiên là mình đi lên từ sản phẩm dạng kiểu đơn giản, dễ bán, nó trend cả nhà nhá. Rồi tiếp theo nữa là gì ạ? Người bán hàng người ta sẽ quan tâm về cái phần trăm lợi nhuận, tức là cái gì ạ? Hoa hồng, phần trăm hoa hồng. Theo mọi người là bây giờ là mọi người muốn là hoa hồng là bao nhiêu là vừa phải đâu. Hôm trước em vừa mua trên kênh TikTok 50.000. Mọi người muốn biết là gì ạ? Mọi người muốn là gì ạ? Bây giờ tôi mà mời cả nhà bán hoa, cả nhà bây giờ tôi mà mời cả nhà bán affiliate thì cả nhà muốn hoa hồng bao nhiêu? Rồi, hoa hồng nhá, thường ngon nhất là từ khoảng 10, gọi là gì ạ? 10 năm đến 20% nhá cả nhà nhá. 10 năm đến 20%. Ở đây có ai không? Ở đây có ai để được cái phần trăm cao nhất không? Ở đây nếu như bây giờ để hoa hồng thì ở đây mọi người tự tin để được bao nhiêu phần trăm hoa hồng? Nhớ này, hoa hồng này là hoa hồng trên doanh thu nhá cả nhà nhá. Trên giá bán lẻ ấy. Có anh chị nào mà trên 20% không? Mắc 20% vẫn được. Ai có ở đây có ai mà trên 20% không? Rồi, ok. Nhớ nha, chúng ta phải biết cách thiết kế cái lời chào hàng này để các anh chị đi viết bài, các anh chị tuyển dụng các thứ. Chứ nhiều các anh chị là cứ viết tùm lum lên mà em đang có sản phẩm này bằng ngày phần trăm mọi người bán với em đi, nó cũng không bán đâu. Nhá. Rồi, tiếp theo nữa là gì ạ? Có chính sách. Chính sách ví dụ ở đây là gì ạ? Là sản phẩm mẫu miễn phí này. Bây giờ ấy, bây giờ các ông bà mà không có sản phẩm mẫu miễn phí cho người ta thì người ta có làm được không ạ? Trừ khi là người ta có sản phẩm rồi, nhưng mà bây giờ người ta không có sản phẩm mẫu miễn phí thì lấy đâu ra người ta làm nhá. Đấy, nên là mình nếu như được nhá thì mình hoàn toàn có thể đàm phán với người ta là ok chị, nếu như một khách hàng tiềm năng ấy, nếu một khách hàng tiềm năng chị sẵn sàng gửi cho em về 3 5 sản phẩm, nếu mà em bán được thì tốt quá, còn nếu không bán được thì gửi lại cho chị cũng chả sao. Đấy, ví dụ như thế chị chịu tiền ship thì có mất gì không ạ? Tức là mình phải làm luôn. Chả lẽ bây giờ gửi cho về một sản phẩm để làm à? Tùy nhá. Có những sản phẩm mình phải gửi 3 đến 5 cái để người ta giới thiệu. Đúng không ạ? Thì trong những cái trường hợp mà những cái khách hàng, những đối tác mà tiềm năng, cả nhà có sẵn sàng gửi cho người ta ít nhất là tầm 5 sản phẩm để người ta giới thiệu không ạ? Ví dụ cái bình này nó có 5 màu chẳng hạn, nó gửi cho người ta 5 màu. Nhưng bây giờ nhỡ nó không bán được, nó quỵt mất thì sao? Thì nếu mà mình đại gia thì thôi. Nhưng mà mình chưa đại gia thì sao? Đấy, chị gửi cho em. Nếu mà em bán được thì tốt quá, còn không bán được thì ạ thì thôi gửi lại cho chị cũng được, chị chịu phí ship. Đấy, mình phải có một cái bộ phận đi đòi nợ. Đấy nhá. Rồi ngoài ra chính sách là gì ạ? Ví dụ như bà Thúy bà ấy viết viết bài chia sẻ là gì ạ? Ngoài cái việc là có sản phẩm mẫu miễn phí ra ấy, thì tôi sẽ gọi là tôi có biết kinh nghiệm gì tôi chia sẻ cho anh chị thì chia sẻ, gọi là chia sẻ kinh nghiệm. Đấy, kinh nghiệm. Từ ví dụ là bây giờ nhá, là như thế này, tôi có một cái sản phẩm A đang rất hot, bán được khoảng độ tầm 5.000 sản phẩm rồi. Đấy, và bây giờ là gì ạ? Tôi đang có một cái mức hoa hồng dành cho chị em là 20%. Và khi mà chị em hợp tác với tôi ấy thì thứ nhất chắc chắn là tôi sẽ cho mỗi chị em 5 sản phẩm miễn phí làm tẹt bô. Và số 2 nữa gì ạ? Tôi dựa trên những cái kinh nghiệm của tôi sẽ chia sẻ cho cả nhà cái gì ạ? Những cái cách thức để làm sao có những cái content hay hấp dẫn. Thế để cả nhà có thể nhanh chóng mà marketing được cái sản phẩm này thì có chiến không? Đấy, mình có mất gì đâu, có nhập hàng đâu. Đấy, công việc chỉ thêm sản phẩm mà. Đấy, đúng không ạ? Đi vào nên còn được hỗ trợ, được hướng dẫn miễn phí nữa gì. Đấy, nhưng mà tất nhiên là tôi cũng phải nhìn mặt bắt hình, nhìn ông nào phải đủ điều kiện, gọi là vỗ vai vào. Chứ bây giờ lại vào nhiều ông bà gọi là thông minh hết mức luôn. Dạng kiểu là từ con số âm, xong là bắt đầu là, ui anh ơi, vào affiliate mà anh ơi anh dạy em từ đầu đi. Đấy, dạy em làm video, dạy em cách cắt ghép đi. Thế ai là những người kêu mang được những người như vậy? Làm sao mà kêu mang được những người như vậy? Người ta chỉ muốn tuyển những người nào ạ? Tâm lý của những người tổng buôn, người ta chỉ muốn tuyển những cái người
mà đã có sẵn những cái kinh nghiệm, đã có sẵn những cái tệp khách hàng, được chưa ạ? Và khi các anh chị vào, người ta chỉ đơn giản là gì ạ, người ta nói cho anh chị hiểu về sản phẩm đấy, thầy giới thiệu vài tổng buôn đi, cái này nhá sẽ có một cái chương trình riêng dành cho cả nhà, cần đang có một cái kế hoạch như này, cả nhà thấy ok không nhá? Cần đang có một kế hoạch như này, cả nhà thấy ok không này? Ví dụ là tôi sẽ kết nối cho anh chị, thì cần sẽ kết nối cho anh chị những cái như sau. Ví dụ như là sẽ giúp cho anh chị với những cái tổng buôn mà các anh chị nhập tận gốc luôn, giá tốt nhất, chất lượng sản phẩm chất lượng nhất, những cái ngành ví dụ thời trang thì nữ này, thời trang nam này, rồi là thời trang trẻ em này, hoặc là gì ạ, những cái liên quan đến đồ gia dụng và mỹ phẩm. Có anh em nào đang trong ba cái ngành đấy không? Có anh chị nào đang ba ở trong cái ngành đấy không? Thứ nhất là ngành thời trang, số 2 là gia dụng, và số 3 là gì ạ, là về 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 về, về mỹ phẩm đấy nhá. Đấy là ba cái ngành mà cần sẽ kết nối. Nhưng tất nhiên là gì ạ, cần sẽ sàng lọc và tìm cho anh chị những cái tổng buôn, thứ nhất là giá cả tốt nhất, uy tín nhất, và sản phẩm nó dạng kiểu mẫu mã nó ngon nhất, nó là cập nhật tốt nhất cho cả nhà, kết nối cho anh chị. Các anh chị nhập, gọi là nhập tận gốc, và làm sao cả nhà bán tận ngọn, ok chưa ạ? Cần sẽ kết nối cho anh chị những cái nguồn hàng tốt nhất có thể, cái này thì mình làm được, không có gì cả, và mình đứng ở giữa đây và mình sẽ giúp cho cả nhà có những cái cách thức, có những cái buổi chia sẻ miễn phí đấy. Và tất nhiên là tôi đứng ở giữa, tôi cũng phải có phần trăm rồi, chắc chắn rồi, bởi vì là tôi mất công kết nối cho anh chị, tôi mất công là gì ạ, chia sẻ cho cả nhà những cái phương thức làm sao để bán nó tốt nhất. Đây là những cái danh sách mà những cái học viên, gọi là học viên, gọi là những cái học viên, gọi là gì ạ, học viên cưng của Dangali những anh chị mà họ đang bán tốt nhá, nó cần đang hỗ trợ cho mọi người mới vào rồi, và mọi người vào đây đâu có mất gì đâu, chưa mất gì nhá. Rồi có anh chị nào muốn vào như vậy không ạ? Mình muốn đi đường dài thì mình phải làm sao ạ? Các anh chị muốn đi đường dài thì các anh chị phải có gậy chống lưng, phải có gậy chống lưng nhá, và cần cũng vậy, phải có gậy chống lưng thì mình mới chuyển được. KK có Thúy pyjama 1 2 3 4 rồi, em cảm ơn thầy rồi, cảm ơn bà Thúy nhá. Đấy, bà Thúy từ học viên ca mấy rồi, bà Thúy học viên từ khóa nào rồi, có những anh chị học viên từ khóa nào rồi nhưng mà bây giờ vẫn được hỗ trợ, gọi là có tuyệt vời luôn. Cả sáu làm gì mà có khóa 68 nào, làm gì có ca 68 nào đấy, nhớ nhầm bà đi học ở đâu ấy chứ khóa 68 nào. Bây giờ đang đang đi mới có khóa K30, K31 đây, bảo vệ K29, bảo vệ phần đầu đi, và phải có lượng đơn này kia thì mới bắt đầu là hỗ trợ bà, gọi là có con ông cháu cha ở bên TikTok hỗ trợ cho mình nhá, cố gắng lên. Năm ngoái K21 hay quá, và pyjama rồi đấy nhá. Vậy thì cái việc mà chúng ta đây này, cái chính sách của chúng ta bây giờ còn chính sách nào nữa để thu hút không cả nhà ơi? Có chính sách nào để chúng ta thu hút tốt người ta không ạ? Đây, có một cái thứ nữa cả nhà phải làm được, đó chính là uy tín nha. Uy tín. Xây dựng cái uy tín. Tôi ví dụ là bây giờ là tôi mà tuyển cộng tác viên thì nó khác, mà những anh chị ở đây tuyển thì nó khác. Thì bây giờ uy tín nó sẽ thể hiện qua cái gì ạ? Chứ không nhất thiết là mình phải dạng kiểu xây dựng bao nhiêu năm uy tín, mà bây giờ uy tín đầu tiên anh chị sẽ thể hiện qua cái số lượng bán. Nếu anh chị chưa thực sự có một cái thương hiệu gì đấy thì ít nhất anh chị cũng phải thể hiện được năng lực là số lượng bán. Bây giờ các anh chị chào hàng đúng không? Em ơi, chị đang có một cái sản phẩm này, bây giờ chị test trên TikTok Shop cũng ok rồi. Chị đang có khoảng độ tầm tầm 3.000 lượt bán rồi, chị thấy là rất ok. Được chưa? Đấy là về vấn đề sản phẩm và nó phù hợp với cái tệp của em. Thì cái đối với lại cái sản phẩm này thì chị tính là sẽ kết hợp cùng với em với lại một cái mức phần trăm hoa hồng là 20%. Và khi mà em hợp tác cùng với chị ấy thì em sẽ có sản phẩm mẫu miễn phí, và ngoài ra thì bên chị ấy có rất nhiều các bạn seller, các bạn bán tốt, các bạn ấy sẽ chia sẻ thêm cho em kinh nghiệm để em nhanh chóng em thích nghi với cái sản phẩm này đấy, kiểu như vậy đúng không ạ? Thì tất nhiên là đây với là chứng minh năng lực. Còn có những anh chị nhá, họ có uy tín sẵn rồi, họ ví dụ như Cần này, Cần đã có sẵn những cái uy tín riêng rồi, thì Cần có thể là mời các anh chị bán một sản phẩm nào đấy thì nó rất là dễ, nó thể hiện qua được cái năng lực của anh chị từ trước đấy rồi, nên là mọi người thấy là cái việc là thương hiệu nó rất là quan trọng. Hoặc là gì ạ, mọi người sẽ nhìn thấy là những cái thương hiệu lớn người ta tuyển xem, ví dụ như kiểu áo polo, polo men, hoặc là những cái thương hiệu lớn thì họ mở chiến dịch affiliate thì rất nhiều người vào bán đó nhá. Nên là chúng ta ở đây chúng ta cứ phải xây dựng dần dần lên thôi. Còn cái việc mà chúng ta tuyển cộng tác viên đấy là điều mà chắc chắn rồi.
phải làm, phải tận dụng nhá. Mỗi tháng mà, tức là mình không cần phải tìm quá nhiều đâu, tìm được những người chất nhá các anh chị nhá. Mỗi tháng người ta mang về trong khoảng 200 đến 400 500 triệu mà xem. Nhưng một tháng ví dụ 5 người là mình có khoảng 2 tỷ rưỡi doanh thu rồi đấy. Nhá. Rồi, ok nha, số lượng bán này hoặc là cái uy tín cá nhân thôi, nó không có gì cả. Các anh chị bây giờ nhá, chúng ta đi chúng ta viết những cái bài tuyển dụng ở trên nhóm đúng không ạ? Vậy thì bây giờ tìm người, đầu tiên mình phải có lời chào hàng. Số 2 bây giờ mình sẽ phải gọi là truyền thông đúng không? Truyền thông thì bây giờ mình truyền thông ở đâu? Một là các anh chị sẽ bật chế độ lên và thằng TikTok xong nó tự tìm cộng tác viên cho mình. Như vừa nãy cần sâu cho mọi người, có ai chưa biết là làm sao để có cái đấy không ạ? Làm sao để sản phẩm của mình lên top tìm kiếm như vậy không ạ? Có ai chưa biết đâu.